Hello, xin chào mọi người, lại là mẹ của Hai Lúa đây. Mọi người có thấy con gà nó đang chạy theo mình không? Ngày hôm nay mình sẽ làm món kim chi cây nhà lá vườn nha. À, quay với mọi người đó là oải hương nhà mình đã nở rồi nha. Rồi năm nay nhà mình cũng trồng được dưa hấu nha. Trái cũng được rất là nhiều nha. Dưa hấu nhà người ta đã thu hoạch từ hồi đời nào rồi, giờ nhà mình vẫn còn nằm ở trên dây. Rồi nói quanh nói quẩn, bây giờ mình quay lại những nguyên liệu của kim chi nha mọi người. Rồi món kim chi không thể thiếu đó là hẹ hoặc hành lá nha mọi người. Nhà mình thì hết hành lá rồi cho nên mình sử dụng hẹ rất là nhiều. Ta nói tự biên tự diễn cho nên là vừa cắt với lại mà vừa quay á. Cho nên là cái chế độ video nó không có được nét nha mọi người. Nó hơi giật giật nha. Sau khi cắt xong đó thì không quên giới thiệu với mọi người đó là máy luống bông hẹ nha. Rồi như mọi người đã thấy đó là trong tất cả video của mình thì không thể nào thiếu Hai Lúa được nha. Thiếu Hai Lúa là thiếu tiếng cười. Mỗi ngày như mỗi ngày, sáng, trưa, chiều Hai Lúa đều ra đồng làm việc. Rồi sẵn mình qua đây mình hái luôn mấy củ cà rốt nha mọi người. Cà rốt này người ta cũng thu hoạch lâu rồi, nhà mình ngày hôm nay mới thu hoạch. Từ ngày Hai Lúa có bạn là Hai Lúa ra đây miết luôn. Ra đây không biết chi đâu, toàn là nắm đuôi người ta không hà. Nắm đuôi người ta làm chi vậy không biết nè. Mặc dù thu hoạch hơi trễ nhưng mà cà rốt vẫn còn ăn được nha mọi người. Đó, lại nắm đuôi người ta nữa rồi đó. Đều cho người ta yên. Nó mổ đó. Chàng ơi, chicken, chicken. Can you say chicken? Chicken. Mấy nguyên liệu mình đã có sẵn rồi, mình chỉ cần hẹ với cà rốt nữa thôi cả nhà nha. Rồi bây giờ mời cả nhà theo dõi nha. Đầu tiên mình cho hai chén bột nếp vào trong nồi. Sau đó là một chén nước mà mình thấy nắp đặc quá đó thì mình cho thêm một chén nước nữa. Trước khi bắt tay vào làm đó thì thường thì mình sẽ bắt nồi nếp lên trước, bởi vì mình phải để cho nó nguội để nó trộn lại. Mình nhớ dặn lọ nhỏ lửa và khuấy đều nhanh đến khi bột trong và sánh lại như vậy. Sau đó mình cho vào một chén nước mắm tùy theo cái lượng mình lượng nha. Đối với mình thì mình cho thêm đường rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ chuyển qua mình xay tất cả các nguyên liệu. Trong đây thì gồm có lê, mình có thể thay thế bằng táo nha. Rồi củ hành, rồi gừng, rồi tỏi. Thường mình nấu ăn mình không có lường cho nên mọi người có thể gia giảm theo tùy cái khẩu vị nha. Ngày hôm nay mình quên mua ớt khô của Hàn Quốc cho nên mình để tương ớt của Hàn Quốc. Tuy nhiên dù cho có ớt khô Hàn Quốc thì mình vẫn để tương Hàn Quốc nha. Bởi vì khi mình để tương này đó thì nó sẽ có thêm cái vị ngọt với lại là vị cay hơn. Sau khi xay các nguyên liệu được nhuyễn rồi, mọi người cho nếp vào trong máy xay sinh tố nha. Thường người ta đổ vào thau để trộn nhưng mà mình thích để cho máy sinh tố để mình xay. Sau khi xay xong thì mình sẽ có một cái hỗn hợp đặc như thế này. Đó, nó được tán đều ra, mình không có phải cực nhọc để mình trộn lên á. Rồi bây giờ mình cho hẹ rồi nàng. Đó, tiếp tới mình cho cà rốt với lại củ cải trắng. Mà quên nói mọi người đó là mình có thêm củ cải trắng nữa nha. Rồi sau khi để các nguyên liệu đó thì mình nhớ trộn lại lên đều, thật là đều nha mọi người. Nhớ đeo găng tay nha mọi người ơi. Dầu ăn, dầu nhà làm nhưng mà đeo bởi vì nó cay lắm. Rồi sau khi mình trộn đều xong rồi mình sẽ cho cải thảo vào nha. Rồi bây giờ mình trộn lên thật là đều nha mọi người. Đó, tất cả cho tất cả vào trong, trộn thật là đều lên. Đều cho nó đều hết tất cả. Sau đó sẽ cho mè rang vào nha mọi người. Tới khúc này mới nhớ đó là mọi người nhớ mua cải thảo về đó, là cắt làm hai rồi xé ra, hoặc là cắt theo từng miếng vừa ăn như của mình nha. Sau đó là đem đi ngâm với nước muối nha mọi người. Ngâm từ 1 đến 2 tiếng nha. Đến khi nào mình kiểm tra mà cái miếng cải thảo á, mà nó không có bẻ mà nó không có giòn, nó gãy liền á, là như vậy là đạt.
rồi mình đem đi rửa lại thật là nhiều nước lạnh để mà nó nhả ra mấy cái chất mặn đó, chứ không thôi là kim chi mặn lắm á. Cái này thì chưa chuẩn hàng nha mọi người, tại vì còn nhiều thứ lắm, nhưng mà ăn vẫn rất là ngon nha, tại vì mình có để tương qua Hàn Quốc với lại nước mắm. Bây giờ mình đem cho vào từng cái keo một nha. Keo này rất là tiện dụng luôn, mỗi lần mình ăn nó mình chỉ cần gấp ra thôi. Còn nếu mình cắt làm hai, xé ra làm tư đồ đó thì mình phải đe, kiểu khi ăn mình phải cắt ra này kia, mất thời gian, cho nên mình làm như thế này rất là tiện luôn. À mà quên nói với mọi người, đó là hai cái keo để riêng riêng ngoài kia đó là để dành đổi thịt nai ăn nha. Làm kim chi không khó đúng không mọi người? Hãy thêm vào gia đình của mình một món dưa chua theo kiểu Hàn, chưa chuẩn Hàn, nhưng mà cũng rất là tiện lợi để khi dùng.